Con đoạn cân anh em nhé. Để xem nào, con này to hơn này, dài hơn này. Bắt con này. Con to nhất đây nhé. Năm lạng anh em nhá. Năm lạng đúng cái này. Sợ thật. Lúc nào không thế. Có bao giờ nó là hơn tí đâu. Rồi. Anh em tôi cạn nhá. Mình đấy, được 5 lạng nhá. Tổng 4 con này. Không sai gì anh em cũng vui vẻ được cân nhá. Ok. Nặng đây anh em ơi. Một cân tư anh em ạ. Một cân tư rồi. Ok. Rồi, cảm ơn anh em đã dự đoán kết quả nhá. Rồi. Xin gặp lại ở video sau nhá. Ok. Mình cũng kết thúc những việc con kẹo và tắm rửa để ăn cơm đây. Lỗi lắm rồi. Hello mọi người. Chào mừng đến với kênh Quý của mình. Hôm nay hai anh em lại tiếp tục đi câu lượt khủng. Ôi, hôm nay 13 giờ 45 phút rồi anh em ạ. Bây giờ mới xuất phát. Lúc sáng có tí việc thì là chiều nay mới đi được. Đi để quay những cảnh đẹp cho mọi người cùng xem. Thực sự ra mà nói buổi sáng nó nắng gắt không có gió anh em ạ. Thì chiều tầm trưa mới bắt đầu có gió. Thì mình câu chiều. Câu chiều chắc là mát hơn. Đấy, bây giờ có gió mát. Hy vọng hôm nay sẽ có được nhiều lươn khủng qua cho mọi người cùng xem. Thôi, theo chân anh em mình nhá. Mình sẽ... Đây, hoàng này anh em này. Đấy, trong kia này. Đấy. Kìa. Hàng đẹp đấy. Khả năng là có em ở đây. Vừa xuống. Câu này đội hôm nay chỉ bị động. Đây, mình sẽ móc dần dần dần. Tụi em đang ở trên kia. Không to lắm được. Tạm dừng để chuẩn bị đồ rồi em nhé. Hôm nay cũng nắng nhưng mà cũng đỡ nhau vì mình sẽ lội ở cái mương này nó đỡ ui, xuống luôn khả năng ngắn rất lớn. Đấy, xuống rồi. Cái xuống vào kia. Mưa này là có triển vọng rồi. Mình lộ hơi mệt không? Có triển vọng lớn rồi. Em đang để xe trên kia. Lội thì chết sắp đây, chú em đã lội. Mà sẽ đừng lấy. Lội vất vả. Con này khá hơn. Lớn như này là bắt được rồi. Hơi lâu nhỉ. Xuống.
cho sâu vào tí xem được không. Ôi. Cho sâu vào nó lại tụt xuống. À, chế tắc hàng này đang đầu. Ôi, ôi. Đi ăn. Ăn đây anh em ạ. Ăn rồi. Ăn rồi. Ăn rồi, kẹo được đấy. Xoay rồi. Xoay theo. Được đấy. Đấy khả chưa? Đây, em đẹp chưa? Em đầu tiên. Thật tuyệt vời. Được em đầu tiên. Khởi đầu thành công rồi anh em ơi. Đẹp đấy. Ngon. Kích điện này. Không sao. Mình mang cả nước cả ấy. Được rồi. Ừ, đừng con nữa. Để em bây giờ mình xuống. Rồi, mình sẽ lập hàng lại. Bữa khác nó sẽ vào. Đang con này. Ăn đẹp mà. Rồi mình tiếp tục yên tiếp nhá. Để con thôi. Rồi tiếp tục anh em nhá. Thành công rồi đấy. Thì hàng ở đây này. Đẹp lắm. Hàng đẹp này. Kiếm được em không cũng xem nào. Ăn luôn. Ăn luôn này em ơi. Ăn luôn. Ui. Wow. Ui. Quá bột. Quá trong đây có trứng. Ôi ôi, con tổ. Quá trong đây có trứng anh em ạ. Quá này. Quá là lươn. Quá là lươn tổ. Quá trong đây có trứng. Khiếp chưa. Quá là lươn. Quá phi anh em ơi. Quá không thấy luôn. Ôi, hôm bữa nay vẫn để muộn đấy nhỉ. Wow, không được tổ. Dài. Wow, lên. Xịp, không được tổ. Ôi, trong đây có bột nè. Nằm trong khu ấy. Quay. Wow. Thế. Ui. Quay, wow, đầy bột luôn. Anh em ơi. Wow, nằm trong này kẹo trong này ra. Nhưng không sao. Thoảng bắt được em cái này. Không bắt đi. Wow. Tí tượng chưa. Đấy. Tiếp tục anh em nhé. Wow, đã quá. Đi dọc bờ này. Phi phi. Wow, cũng tốt. Sâu không? Sâu. Rồi chim.
bơi qua. Mệt quá. Vì nhìn thấy cái hang này này. Muốn quay cho anh em xem thôi. Wow, vất vả quá. Hang đẹp tuyệt luôn. Hang của ốc biêu. Và kia có hang đuối to đùng. Chuẩn bị xuống đây nhé. Bơi mặt quá. Nhưng mà thành quả được nhiều thì tốt. Kiếp bơi xong mà mệt. Thử bơi một đoạn như vậy. Thì chắc là do áo quần. Để xa ra tí. Đẹp lắm. Wow, anh em ơi. Ôi trời ơi. Ôi, ôi, nó thò đi. Thò cái đầu. Ôi, con này thảm anh quá. Cho anh em xem nha. Ôi, hơi động. Đứt cái rút rồi bắt anh em nhá. Thôi bơi qua đây mà được con như này thôi, hy vọng lớn rồi. Thôi bắt cái chiêu nổ đi, ăn trên khu nó ăn đúng kia. Bịch phàm bến nữa thì mất. Nghe thấp. Ôi đùi. Đấy. Kiểu mà chiếu chiếu đấy. Ví dụ chưa cái bịch trôi. Ôi đùi đùi. Đấy, thành quả đây. Thành quả của em đây. Wow. Khiếp. Con bồ công đi bơi. Wow. Hai con tô đùng. Khiếp, nó bị ú lên em này. Wow, lướt đại chưa này. Khiếp. Tắt nhá. Quá. Wow, lớn. Thảm ăn vãi trường. Wow, cái đuôi này. Wow, ba con. Wow, tại cái hàng đuôi to quá. Wow, chụp cái hàng này. Vãi trường cái hàng. Cái đầu này cũng có gì không? Cổ lắm. Cái đuôi này. Em tìm mà quanh quanh đây xem có con nào được không. Wow, đẹp tuyệt. Cái bãi xin này lướt khá to đấy. Vừa đi vừa động quá. Nó hơi mềm mềm. Nó hơi khổ tí đâu.
Ôi, lên đấy, lên đấy, ăn rồi. Ui, ui, nó ăn ở phía sau. Này, con này lấy này, này. Ngon rồi, em ơi. Quá sướng quá này. Hôm nay đổ quá. Quá khiếp. Ăn vặt nó kẹo. Wow. Nóng quá. Ba con rồi nhỉ. Con này nữa là bốn con. Bốn con thì nhịp con này rồi. Nó ăn vặt nó giục nó kẹo mất tiêu luôn. Con này là chưa hề chạm mồm nhá, nó ngậm mấy bên. Đấy. Lên rồi đấy. Để mình chỉnh cái lưỡi câu đi xuống tí. Nó đang đi xuống. Ui. Hang kiểu gì chứ nhỉ? Vậy mình cho ăn phía ngoài thôi. Con sâu này nguy hiểm lắm. Để tưởng kiểu gì thế này. Ôi, nó ăn được cái con run của mình rồi. Ôi, con này to lắm. Và con này nó kẹo kinh. Và nó đi qua bên này. Ôi, vui. Hai phát thôi. Ui, ui bỏ mẹ thôi. À, chưa suy nghĩ ra. Thôi 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 thôi. Chị cho mệt lại anh em ơi. Hoàng thủ vãi trưởng luôn. Hay là. Hay là hoàng nó quần. Cảm giác này phi như con tê. À, nó đi qua bên này mà mình cứ tưởng mình kia. Quá kiểu khiếp. Quá kiểu ông Linh luôn.
Đây nhân dân này đang đổi bụng một cái con này thì hết cả đội luôn, lạ luôn. Quá lên được tư giúp mày, lên được nhiều đâu. Cố lên, cố lên. Nóng phải móc quá. Anh ơi. Quá thật luôn, trời ơi, trời ơi, em ơi, luôn này, quá, anh em ơi, luôn này, vàng. Vâng. Nước. Hít điểm tà. Xếp chưa? Wow, lớn. Ôi, mình bơi, bơi sông đó. Kết quả bơi sông này. Wow, sao nó kệ khỏe thế hả trời. Được đỡ bụng. Wow, tội cho chú Đạt. Ngồi bên đấy không câu được. Wow, nó ăn khinh. Mình tưởng hang hướng bên kia, quả ra nó đi ngược về bên này. Ba phát. Đỉnh cao của cái hang. Wow. Anh bơi đẹp bên này mà. Tiếp tục lại nha. Xuống một đoạn nữa. Chú Đạt đến. Hôm nay đi kiếm được con nào? Con cổ con này chú Đạt. Ôi, nặng quá anh em ạ. Đấy, đã bắt cho mình. Wow, cái lượng này cái này cũng quá đơn giản. Kín. Kín con tí tí. Con ngôi cháu léo rồi, vụt cũng sợ. Thầy ăn hết. Thích bỏ cái này chạy chết. Lên xuống nhẹ nhẹ. Hả? Cố lên xuống nhẹ nhẹ. Wow, hôm nay thật cũng đại thành công.
hộp ổ thiệt cơ. Ừ. Cùng một cái ổ tống. Lấy cái tống này. Cái này thịt mua câu được. Bơi mệt. Em đang kẹo liên này không mệt hơn. Qua đây mới được có buổi sáng mới tuyệt vời. Thì qua gì kia cũng một đoàn sông đẹp lắm. Xong quay lại. Hoa xấu. Thần. Nó hơi to lắm. Ôi xấu thiệt cơ. Xấu lắm. Chắc có 20 mô nằm đây. Mệt tí ạ. Mệt. Câu không ăn thì ngày mai kiểu gì hình giang. Dùng chưa hết, nhẹ nhẹ của mình chưa, gấp này bảo bao to, nên hôm nay đi tìm hàng toàn hàng cũ, tiếc quá. Ơi ăn. Ăn thôi. Chưa? Ăn thôi. Đi ăn thôi, ăn thôi. Ăn thôi. Đấy, tôi đã tìm được hàng cổ này nè. Này nhá. Cổ đó. Bộ cổ vẫn kín nhá. Đúng. Quá, nắng khá. Ôi, nắng gì. Ui, quá, 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 quá. Bắt nhảy nhỉ. Không, nó tuôn cái đuôi thằng Mai. Wow, lại thêm em khủng nữa rồi anh em ơi. Chú đã tìm được hàng này. Wow, biết ngay mà. Wow, con to. Thả vô ngày lần luôn. Sướng chưa? Cảm giác này là... Phi. Wow, con to. Bốn con to, một con vừa. Thôi, cho vào đi. Rơi xuống sông bây giờ. Lâu lắm. Này giờ mình bơi qua bên kia này, chú Đạt ở bên này không có run. Ngồi chơi. Ngồi chơi. Mình câu xong rồi mình lại vòng về. Ồ, là lươn. Lại trưởng. Cái gì ấy? Trơn. Chưa chịu vào à? Ồ, lươn to anh em ạ. Ôi. Xem nào. Hàng to lắm. Xem bao lươn nào. Khiếp. Ồ, anh em nhìn này. Như này vậy. Chụp cái ảnh nó đưa lên đây luôn này. Này. Rồi. Wow. Cụm 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 này. Wow, lướt. Sướng sướng. Hàng rồng quá, cái đuôi nó tuôn ra ngoài mà không tụt xuống mất rồi. Quá đang nhảy làm hai clip, một clip dài quá. Ok đó. Anh em xem cho sướng. Rồi, bây giờ mình đi ra đồi đường mít. Rồi bây giờ mình xin phép về đây. Không cầu về nó sẽ luôn. Còn hàng đôi hàng nữa. Wow, đôi hàng còn đôi hàng của chú Đạt nữa. Hàng này là của chú Đạt. Còn chú Đạt còn hai hàng. Ăn thì mình quay mà không ăn thì thôi nhá anh em nhá. Nhiều lắm rồi, mệt rồi. Như chú Đạt vậy. Hôm nay chú Đạt kéo lướt ít thế ra thôi chú Đạt này. Làm nhiều việc hơn. Đoạn khoảng được mấy cân chú Đạt? 2 cân.
À rồi. 2 tấn 4 hả? 2 tấn 4. Trường quá anh em ơi, chưa có bao giờ mà được như hôm nay. Wow, mùa hè đây này. Con bác đấy ăn thua gì nhìn cái con đấy, con đấy, con đấy nó kéo cho anh mất. Ê, nhỏ hơn con lần bạc nữa. Đấy. Con hồng to. Con hồng to. Con này là nhỏ nhất, nhỏ nhưng mà con tầm 2 lần rưỡi. 2 lần rưỡi. Ừ, lớn to. Bạc này là lúc đầu tiên đấy. Lớn em mà. Hả? Lần cuối đó. Lần cuối à? Ừ. Wow, con này to này. Wow, anh em nhìn xem được mấy cân anh em nhá. Con này mình con phải 5 lạng đủ lên nhá, là 4 con, trung bình con 5 lạng là đấy, là mình dự đoán nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 20 với con kia nữa đấy. Rồi anh em nhá, mình cùng xin phép tạm dừng video ở đây. Nếu thấy hay đăng ký ủng hộ kênh nhá. Wow, như này mà không hay nữa thì anh em ơi. Vãi trưởng lươn. Thôi, trưởng thật. Rồi bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.